Nhà trai hỏi vợ cho con mất 10 cây vàng, nhưng nhận vàng xong nhà gái liền quay xe không cưới. Chia sẻ của nam thanh niên có tên là NCNL trên mạng xã hội mới đây thu hút sự quan tâm của nhiều người. Anh chàng cho biết cách đây hơn một năm, nhà người yêu cũ gặp khó khăn về kinh tế, nên gia đình anh quyết định đi tráp 10 cây vàng để sang hỏi cưới cho con trai. Một phần giúp đỡ gia đình thông gia tương lai, một phần để con trai sớm yên bề gia thất. Thế nhưng nhận vàng xong, nhà gái lập tức trở mặt, ngó lơ luôn nhà trai. Đến khi bố mẹ của NCNL sang tận nơi nói chuyện thì nhận được câu trả lời rằng không thể cưới vì khác đạo. Chuyện 10 cây vàng trước đó cũng trả lời qua loa, không muốn tiếp tục tiếp khách. Sau đó, chàng trai đen đuổi tiếp tục sang nhà người yêu một lần nữa để xin lại 10 cây vàng thì bị đuổi thẳng. Bản đi 5 tháng, NCNL nghe tin người yêu cũ lấy chồng. 10 cây vàng nhà anh mang sang làm lễ vật đã được bán đi, một phần để trả nợ, phần còn lại để lo đám cưới cho con gái. Dù không được mời, anh chàng vẫn tới lễ cưới gửi quà thì được cô dâu hứa hẹn sẽ trả đủ số vàng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, anh chàng mới chỉ nhận được 350 triệu đồng và lời khất nợ xin trả trong vòng từ 2 đến 3 năm nữa. Đồng thời, anh cũng cho biết rằng bốn người yêu cũ sau khi bán vàng đã đi rêu rao, nói gia đình anh ngu, không dám hỏi tiền. Ngay sau thời gian ngắn đăng tải, bài viết đã có lượng lớn được tương tác bình luận. Cầm vàng thì phải trả bằng vàng chứ, sao lại trả bằng tiền? Bắt trả đúng 10 cây vàng đi. So sánh giá vàng hiện nay so với một năm trước thì mình tin rằng khoản lãi có được sẽ khiến bạn mỉm cười ngay mà không còn cây cú nữa. Trường hợp này báo công an kiện tội lừa đảo được đấy. Tiếc 10 cây vàng, tiếc cả tình cảm mà gia đình bạn dành cho những người không xứng đáng. Lòng người đáng sợ quá, cầm 10 cây vàng đi bán rồi lật mặt thế, không biết người ta có thấy xấu hổ không? Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.